Loại gia vị nhà nào cũng có, nhiều người tưởng tốt, thực chất có thể gây hại nếu dùng theo cách này. Loại gia vị này được người Việt thường xuyên sử dụng trong chế biến thực phẩm, tuy nhiên có thể gây hại nếu dùng sai cách. Nội dung chính. Gia vị tạo nên hương vị và đem lại cảm giác ngon miệng cho món ăn. Tuy nhiên, sử dụng gia vị sai cách có thể tiềm ẩn mối nguy bệnh tật cho cả gia đình. Do đó, người dân cần sử dụng gia vị đúng cách để bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Nguy cơ khi dùng mì chính quá nhiều. Mì chính là loại gia vị gắn liền với căn bếp của người Việt. Mì chính thường được cho vào canh và nhiều món ăn khác để tạo vị ngọt rất riêng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm, mì chính chủ yếu được dùng để tạo vị chứ không có dinh dưỡng. Mì chính tạo ra vị ngọt rất đặc trưng, không lẫn với thực phẩm khác, giúp món ăn hấp dẫn hơn. Ngày xưa, tôi nhớ mọi người hiểu sai, cho rằng mì chính là chất dinh dưỡng, do vậy khi nấu bột trẻ con thường cho vào. Nhưng thực chất mì chính nêm vào thực phẩm chỉ để đánh lừa vị giác, ông Thịnh nói. Theo vị chuyên gia, mì chính có tác động vào hệ thần kinh vị giác, kích thích dạ dày tiết dịch và tăng cường sự hoạt động của các men. Tuy nhiên, lạm dụng mì chính có thể có tác động xấu tới cơ thể. Ông Thịnh lưu ý, mì chính dùng ở mức độ thấp có tác dụng chiều chuộng vị giác. Tuy nhiên, lạm dụng mì chính sẽ gây phản tác dụng. Một số người có hiện tượng dị ứng mì chính thì cần tránh ăn. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, giải thích thêm, mì chính là chất điều vị được phép sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang khuyến cáo ăn nhạt, do vậy không nên quá lạm dụng mì chính. Trong mì chính vẫn có natri, nếu dùng nhiều sẽ dung nạp vào cơ thể. Việc ăn dư thừa natri làm tăng nguy cơ mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa như tăng huyết áp, tim mạch, bệnh thận, vấn đề về xương. Ngoài ra, theo Phó Giáo sư Lâm, ở nhiệt độ quá cao, mì chính có thể biến tính, dễ dẫn đến sự hình thành các chất pyroluta hay natri có hại cho sức khỏe, đồng thời làm mất hương vị của món ăn. Để đảm bảo an toàn, mọi người nên tắt bếp trước khi thêm mì chính, không nêm mì chính vào các thực phẩm chiên, rán, nướng ở nhiệt độ cao. Cách dùng mì chính đúng. Theo Phó Giáo sư Lâm, khi nêm mì chính, mọi người cần phải giảm các gia vị mặn khác như bột canh, muối, nước mắm. Nhiệt độ thích hợp để hòa tan mì chính là khoảng 70-90 độ C đối với các thực phẩm có vị ngọt tự nhiên như thịt, cá, tôm, cua. Người dân không cần thiết thêm mì chính, sẽ mất đi vị ngọt tự nhiên của thực phẩm, tăng nguy cơ dung nạp natri. Nên cho mì chính vào món ăn lúc nào? Mì chính là loại gia vị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Vậy nên cho mì chính vào lúc nào để món ăn giữ được vị thơm ngon? Mì chính là loại gia vị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Vậy nên cho mì chính vào lúc nào để món ăn giữ được vị thơm ngon? Mì chính cũng như hạt nêm là loại gia vị giúp thức ăn mềm hơn và ngon ngọt hơn. Vậy, nên cho mì chính vào lúc nào và liều lượng ra sao là hợp lý? Nên cho mì chính vào lúc nào? Mì chính là gia vị không màu, không mùi nên có thể thích hợp với nhiều cách thức chế biến món ăn khác nhau như xào, chiên, nấu, cho đến sử dụng trong pha các loại nước chấm. Ở nhiệt độ nấu nướng thường không vượt quá 270 độ C, các dữ liệu khoa học cho thấy bột ngọt không bị biến đổi thành những thành phần không tốt cho sức khỏe. Vậy nên, bột ngọt có thể được nêm nếm vào bất kỳ thời điểm nào để tạo hiệu quả cao nhất cho món ăn. Cụ thể, với các món cần tẩm ướp, chiên, rán, nướng, xào, kho, nên nêm gia vị 2 lần. Lần 1, tẩm ướp vào nguyên liệu trước khi nấu để làm tăng vị umami tự nhiên của nguyên liệu. Lần 2, nêm nếm trước khi hoàn thiện món ăn để tổng hòa hương vị của món ăn. Với các món có nước, canh, súp, hầm, nên nêm gia vị lúc cần bắt ra để giúp điều chỉnh vị tổng hòa một cách chính xác nhất, tránh hiện tượng nước sôi bốc hơi nhiều làm thay đổi vị của món ăn. Liều dùng mì chính hợp lý. Nhiều người đặt câu hỏi, vậy cần sử dụng bột ngọt thế nào cho hiệu quả, lượng dùng bao nhiêu thì vừa? Những tổ chức y tế và sức khỏe đáng tin cậy trên thế giới như Tổ chức Y tế Thế giới, WHO hay Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ, FDA, đều xác nhận bột ngọt là một gia vị an toàn với liều dùng hàng ngày, Arei, Aceto Deli Inta,
thì không xác định. Tại Việt Nam, bột ngọt cũng được liệt vào danh mục các chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm và không quy định liều dùng hàng ngày theo thông tư của Bộ Y tế. Như vậy, lượng bột ngọt dùng mỗi ngày tùy thuộc vào khẩu vị và sở thích của người sử dụng sao cho đạt đến vị ngon vừa miệng nhất. Ngoài ra, việc chọn thực phẩm tươi ngon, phối hợp đa dạng, cân đối bổ dưỡng cùng với các gia vị giúp người ăn thấy ngon miệng là những yếu tố cần thiết cho sức khỏe thông qua dinh dưỡng ẩm thực.